Thưa quý vị, cuối năm, ngư trường phía Nam nhiều bão tố. Ngư dân thường gặp nhiều khó khăn trong việc đánh bắt. Chủ ghe thường bị thua lỗ hoặc hòa vốn sau mỗi chuyến ra khơi trở về. Cùng với nhiều khó khăn về vốn, thiếu bạn thuyền, giá dầu cao, số tàu cá ra khơi vì vậy cứ giảm dần. Trong tổng số gần 100 ghe đánh bắt ra bờ của thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu hiện nay chỉ mới ra khơi khoảng hơn 50%. Số ghe còn lại phải nằm bờ do chi phí cho chuyến đi biển ngày một tăng. Thời tiết luôn bất lợi và nguồn nhân công cũng khan hiếm. Bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ có 2 tàu đánh bắt xa bờ, bình quân mỗi năm đi 3 chuyến. Chuyến ra Tết Quý Mão có lời, chuyến thứ 2 mỗi tàu lỗ 150 triệu đồng. Và chuyến thứ 3 này, tàu vừa xuất bến được 2 ngày nhưng phải neo đậu tránh trú tại cửa biển Trà Vinh do sóng lớn. Bình quân một tàu, mỗi chuyến đánh bắt phải tốn chi phí khoảng 500 triệu đồng, trong đó chi phí cho 8 nhân công mỗi tháng 9 triệu đồng một người đã chiếm gần một nửa, khoảng 220 triệu đồng. Số tiền còn lại là chi phí lưới, nhiên liệu và các khoản khác. Bà Lệ cho biết, năm nay là năm đánh bắt xa bờ gặp nhiều khó khăn nhất. Năm nay thì thấy làm không có hiệu quả. Tại vì thời tiết nó gió sóng hoài. Rồi đi ra thì một năm chạy 3 chuyến à. Chuyến đầu thì có lời, chuyến giữa là lỗ rồi đó. Còn chuyến chót này nè, là giờ gió là sóng là núp nữa rồi đó, không biết làm sao. Còn 2 tháng mấy rồi đó. Kêu 25 với tiền cò 2 triệu là 27. Đi lấy tiền trước hết trơn, giờ mình lỗ mà cũng mắc trắng luôn. Lỗ rồi nó cũng kệ mình. Ông Nguyễn Văn Đại cũng có một ghe đánh bắt xa bờ luôn bị thua lỗ do chi phí tăng, sản lượng đánh bắt thấp, giá cả nguyên liệu và thủy sản đánh bắt bán ra cũng bấp bênh. Nhưng vì nghề gia truyền đã 3 đời nên ông phải cố gắng bám biển. Xăng dầu nó lên xuống bất thường. Với hai là cá đó là coi như mình đi đánh bắt vô đó thì cái giá của nó là không có ổn định. Thành ra là cái thu nhập nó từ mà giờ mấy năm nay nó sụt giảm đi. Thì cái người dân gặp nhiều cái khó khăn. Còn trong chờ nhà nước hỗ trợ thì để coi có giúp được cái gì thì dân mừng cái đó. Bởi vì thì cái dầu mỡ hay gì được nhà nước hỗ trợ. Thì dân rất cảm ơn đảng, nhà nước quan tâm tới để cho hộ dân để đánh bắt. Đang tranh thủ xuống nước đá để ghe xuất phát, ông Phạm Văn Vũ cũng không mấy lạc quan vì chuyến đi biển ngắn ngày của ghe ông có khi chỉ lời chút ít, phần nhiều là hòa vốn hoặc lỗ. Là ghe đánh bắt gần bờ, mỗi chuyến đánh bắt chỉ khoảng 2 tuần, nhưng tâm thế ra khơi của ông Vũ chỉ là hoạt động cầm chừng, không có nhiều hy vọng. Đánh bắt hay nguồn thủy sản thì nó cũng lượng trung bình, không khá hung như năm trước. Thứ hai nữa, cái thu nhập thì nó hơi yếu, lý do là cá mắm nó không được tăng giá cao, nó nằm ở giá quá thấp. Thứ hai nữa là cái lượng chi phí, dầu mỡ, xăng dầu đồ nó có lượng nhiên liệu mình nó quá tăng, để mình làm đồng lợi nó kém lắm. Kiến nghị về trên thì có sự hỗ trợ hoặc là điều tiết xăng dầu, nhiên liệu đồ cho nó hơi thấp, nhẹ là trung bình, cho bà con mình nó đỡ một chút. Với giá cá đồ này nó hơi tăng một chút thì cho bà con mình nó đỡ. Hiện nay thời tiết rất thất thường, những ghe ra khơi thường phải tìm chỗ tránh trú do sóng lớn, còn những ghe nằm bờ cũng đang thấp thỏm bởi chi phí cao và tình trạng thiếu nhân công đi biển cuối năm. Cần quan tâm hỗ trợ để ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển trong giai đoạn kinh tế khó khăn. Đó là nội dung được cử tri quan tâm kiến nghị trong buổi tiếp xúc cử tri của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam tại huyện Núi Thành sáng nay, ngày 5 tháng 12. Quyết định 48 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ khai thác nuôi trồng hải sản khơi xa được ngư dân đánh giá là chính sách hiệu quả, đem lại hiệu quả kinh tế cao thời gian qua. Tuy nhiên, cử tri xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cho rằng đã nhiều năm trôi qua cần sửa đổi chính sách này, đặc biệt là tăng mức hỗ trợ nhiên liệu để ngư dân tiếp tục bám biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo, bởi khi quyết định ra đời giá xăng dầu chỉ 10.000 đồng một lít thì nay đã lên đến 25.000 đồng một lít. Mặc dù là hỗ trợ thật nhưng hầu như là không đủ chi phí. Vì vậy nên tôi thiết nghĩ rằng muốn cho cái nghị định 48 nó có cái hiệu quả hơn nữa, nó thiết thực hơn nữa thì chúng tôi nên tăng chuyến lên. Trước đây chúng ta chỉ hỗ trợ mỗi tàu là 4 chuyến thôi, thì hiện bây giờ chúng ta tính vì cái nhiên liệu nó tăng như vậy nên chúng ta năng lên là 6 chuyến trên một năm. Chia sẻ với những khó khăn của ngư dân trong năm 2023 do chịu ảnh hưởng của thời tiết khắc nghiệt, giá cả leo thang, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải khẳng định các chính sách lớn như đóng tàu theo Nghị định 67 hay Quyết định 48 cần được tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, hỗ trợ cho bà con ngư dân.
tiếp tục hỗ trợ tiền dầu liên quan đến cơ sở hạ tầng nghề cá, nhất là cảng cá Tam Giang, Tam Hải, đây vấn đề rất lâu rồi. Cho nên cái này tỉnh với huyện cũng phải tiếp tục phải tập trung, mà theo chúng tôi đề nghị tiếp tục phải đề xuất, và đây là một chính sách lớn. Đoàn đại biểu Quảng Nam và cá nhân tôi cũng luôn luôn đề xuất là cái vấn đề hậu cần cho nghề cá, vấn đề cảng cá, vấn đề làm sao đảm bảo cái chỗ neo đậu và phục vụ cho đi đánh bắt. Cũng tại buổi tiếp xúc, nhiều vấn đề liên quan đến giá đất, chuyển quyền sử dụng đất, vấn đề sách giáo khoa, chính sách người có công, đối tượng chính sách được cử tri huyện Núi Thành đề cập và được Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam và các cơ sở ngành giải đáp thấu đáo. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã hỏi thăm hai chủ tàu cá, hai gia đình ngư dân tử vong và 13 gia đình ngư dân bị mất tích trên biển, tặng mỗi hộ một suất quà và 5 triệu đồng. Vị để hỗ trợ cho ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển và ứng cứu kịp thời tàu thuyền gặp nạn do thiên tai bão tố gây ra, lực lượng cứu hộ cứu nạn trên biển đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường khi có yêu cầu. Sự có mặt của lực lượng cứu hộ cứu nạn trên biển đã trở thành chỗ dựa của người đi biển, nhất là của ngư dân trong mỗi mùa biển động. Nhận được thông tin từ tàu cá mang biển kiểm soát của tỉnh Nghệ An đang thả neo trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ do chết máy, lực lượng tuần tra trên biển đã có mặt kịp thời để hỗ trợ ngư dân đưa tàu về sâu trong ngư trường, phòng tránh nguy cơ tàu trôi dạt sang vùng biển nước ngoài. Em là tối đánh bắt ở vùng biển Việt Nam, nhưng mà mắc lưới là chạy ra đây để leo, nó đuổi, phải chạy ra đây để leo chứ mà không phải là đánh bắt ở vùng biển của họ. Thường xuyên tham gia đánh bắt cá tại hầu hết các ngư trường của Việt Nam, nhưng trong mùa biển động này, 4 chiếc thuyền câu của ngư dân các tỉnh phía Nam đã được lực lượng chấp pháp trên biển hỗ trợ đưa vào âu thuyền tránh trú chờ biển lặng. Bao nhiêu hải lý một cái, nhưng mà mình cứ điện về, trước phát là mình điện cấp cứu, cứu hộ cứu nạn của đất liền có thông tin ra, nhờ áo chạy ra kéo vào để mà khắc phục. Khi mà có cả cái trường hợp tàu bị nạn, nhận được thông báo của trên và chỉ thị, thì tàu sẽ tổ chức hiệp đồng với các lực lượng khác trong cái thời gian nhanh nhất để giảm thiểu thiệt hại xảy ra trong quá trình tìm kiếm. Liên tục thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên biển, tàu Cảnh sát biển 8004 của Việt Nam đã nhiều lần nhận thông tin, kịp thời ứng cứu ngư dân khi gặp rủi ro trên biển. Với phương châm tiếp nhận thông tin nhanh, phối hợp hiệp đồng kịp thời, từ đó đưa ra phương án hỗ trợ hiệu quả cho ngư dân và những người gặp nạn. Khi chúng tôi thực hiện tốt cái nội dung đấy, thì bà con và ngư dân tại các cái khu vực và cái địa bàn rất là tin tưởng chúng tôi và yên tâm ra khơi bám biển, góp phần bảo vệ vững chắc cái chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Bảo vệ nơi tuyến đầu Tổ quốc, cán bộ chiến sĩ các lực lượng hải quân, biên phòng, cảnh sát biển luôn phát huy tinh thần đoàn kết, hợp đồng tác chiến để kịp thời giúp người dân khi có sự cố, góp phần giảm thiểu thiệt hại về người, tài sản để ngư dân yên tâm hơn khi ra khơi bám biển mưu sinh.